thêm hiệu ứng này hiệu ứng kia, thêm âm nhạc, thêm hình ảnh, thêm đặc biệt là mình nên cố gắng nhé, nên cố gắng có một cái video ấy là nên cố gắng có phụ đề vào cho tôi. Tôi là làm là tôi rất là ngại cái này. Tôi có thể sản xuất video được mà tôi rất ngại làm phụ đề. Nhưng thực sự là những video có phụ đề view bao giờ cũng cao hơn hẳn. Nên có ảnh bìa, nó gọi là ảnh thăm này. Cái ảnh thăm tức là cái ảnh đầu tiên trước khi bấm vào video ấy à, nó phải thu hút một chút. Thế sau bắt đầu nó mới bấm vào video à, nó bấm vào video nó bắt đầu nó chạy. Và có, ví dụ như là mình có thể có cái viền trên này à, đây là thời trang ABC à, dưới là địa chỉ số điện thoại cái cửa hàng. Cái con chỗ này là chạy tách, nói đến đâu là tách ra đấy. Đấy, thì nếu mà dạng video như này thì lượt xem có xu hướng cao hơn hẳn. Vì ngày nay người ta thường xem video trong môi trường không tiếng động. Thế nào gọi là xem video trong môi trường không tiếng động? Ví dụ như mọi người đang học trong lớp này nhưng mà vẫn thích lướt TikTok cái, đúng không? Mình không bật loa được, bật loa thì thầy biết. Đấy, thế thì mình lại vẫn muốn hiểu cái video đấy thì mình phải làm gì? Là nó phải có phụ đề. Nói đến đâu là tách nó phải bay ra đến đấy. Trong mảng làm đẹp thì mình có rất nhiều cái để làm. Làm đẹp có rất nhiều cái để làm, đúng không? Hướng dẫn về mặt kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động. Ví dụ ăn như thế nào, uống như thế nào, bôi như thế nào, ngủ mê như thế nào để mà cơ thể nó đẹp trong uống ngoài bôi rồi sau đó mới đến cái các cái chỗ spa thẩm mỹ để mà gọi là để nâng cấp thêm. Chứ còn bản thân là hàng ngày mình vẫn phải ăn, phải uống, phải tập, phải luyện, phải ngủ, đúng không ạ? Phải tránh nắng. Đấy. Nhưng nếu không có những thứ đấy thì kể cả có đi spa thì cũng không thể nào mà đỡ được. Thì phải có những cái nguyên lý từ cơ bản. Thế rồi chị có thể hướng dẫn các bạn cách làm đẹp từ trang phục, đầu tóc, rồi kẻ mắt, kẻ mi. Chứ không phải là à tôi làm phun xăm thì ngày nào tôi nói về phun xăm, không cần thiết. Nói về phun xăm là bắt buộc, đúng không? Nhưng mà mình có thể nói thế. Hướng dẫn làm đẹp, hướng dẫn để da nó đẹp, hướng dẫn để môi không bị khô. Ồ trời, được hết mà. Tóc không bị sơ, không bị rối vân vân. Thế rồi có những cái kiểu các bạn nhìn thấy những cái video mà nó tết tóc ấy. Những cái video đấy làm sao? Lượt xem cực kỳ khủng khiếp. Thế vấn đề là mình phải làm được những cái video như thế. Lượt xem rất khủng khiếp luôn. Thế còn âm thanh ở trên TikTok thì nó có một cái ưu điểm là âm thanh ở trên TikTok thì cái vấn đề bản quyền nó thường là được lờ đi. Nhưng mà vẫn cái video như thế mà có âm thanh bản quyền ấy mà đưa lên YouTube mới đưa lên Facebook là gần như mọi người sẽ có nguy cơ bị xóa video hoặc là bị chết kênh rất là cao. Riêng YouTube chỉ cần nhúng vào một phát thôi, một giây, hai giây rồi nó phát hiện ra ngay là có nhạc bản quyền hay không. Thế còn TikTok thì nó vô tư. Và để an toàn thì mình nên sử dụng những cái video mà những cái nhạc nền mà ít bản quyền hoặc là không bản quyền là tốt nhất. Rồi sau khi sản xuất xong thì mình đăng lên mình viết mô tả, viết hashtag nhé. Và hashtag thì dùng từ 3 đến 5 hashtag cho tôi, sáng nay tôi đã nói rồi. Cố gắng đăng thường xuyên và đăng liên tục cố định vào một khung giờ. Rồi chia sẻ cái video này trên các nền tảng khác để tăng lượt. Ví dụ như kênh của mình là kênh TikTok nhưng mà mình lại lên Facebook mình thông báo, đúng không? Thầy Phan Anh vừa sản xuất xong một cái video hướng dẫn tán gái mà tất cả các em đều đã đổ, kể cả có chồng. Đấy. Nghe con teo hấp dẫn không? Vào không phải, bị lừa, chả có nội dung gì như thế cả. Thế nó đẩy view lên, xong bắt đầu đi sắp chéo, đi share kênh, xem những kênh khác rồi comment dạo. Thời gian đầu phải làm thế. Comment dạo là gì thì
cứ vào kênh của thằng khác nó đang có video ngon đó là cứ đi comment, bọn nó hay có trò đi comment dạo ấy. Chọn những cái fanpage lớn, chọn những cái kênh TikTok lớn vào đấy comment dạo có view tốt phết, hoặc là reply tức là trả lời những cái comment, trả lời những cái comment đấy. Vào group, vào các hội nhóm kêu gọi ủng hộ đúng không? Mình mới lập kênh, mình mới làm một số video này, các bạn thử xem giúp mình và góp ý cho mình thêm để cùng nhau phát triển nhé. Để nó góp ý thì kệ, biết gì mà góp ý, đúng không? Nhưng mà content là phải như vậy, nó mới xem cho mình. Thế cứ đi xe thì bắt đầu nó dần dần nó kéo lên được. Mà một khi mà nó được vào xu hướng đề xuất thì lượt view nó sẽ rất là cao, rất là tốt. Bây giờ một ekip thì lúc sáng có nói rồi đúng không? Người quay, người dựng, người biên tập, người tạo sự kiện. Nhưng mà một ekip này rất là tốn. Thường là cố gắng là tận dụng cái nhân sự của công ty. Ví dụ như là một spa thì kiểu gì cũng chẳng có sếp, nhưng mà hai nhân viên thì là ba chị em ta là đã trở thành một ekip rồi. Bảo ban nhau làm. Hôm nay chị đóng vai bà chủ ghê gớm, em đóng vai cô nhân viên đáng thương, được mà. Chứ còn đi thuê người thì nó mất công lắm. Cái này phương pháp là như tôi vừa hướng dẫn rồi. Bây giờ nha, bây giờ có cái tờ giấy ở trước mặt anh chị ấy. Đấy, thì bây giờ sẽ dành cho anh chị 15-20 phút. Bây giờ anh chị đang làm sản phẩm gì, dịch vụ gì, định hướng phát triển kênh của mình như thế nào, mục tiêu của mình ra làm sao, rồi thì các cái lập kế hoạch hướng dẫn sơ bộ để phát triển kênh TikTok thì các anh chị có thể viết vào đây, tí nữa tôi sẽ đi xin phép lại đi thu lại và tôi sẽ trao đổi với anh chị. Các cái nội dung tiếp theo sẽ còn là tăng theo dõi này, hướng dẫn chạy quảng cáo này, rồi thì mở TikTok Shop này, làm TikTok live stream này. Thì trong chiều nay là sẽ làm đến cái bước là hướng dẫn tăng theo dõi và bắt đầu tạo tài khoản quảng cáo để chạy quảng cáo TikTok ad. Ok, thì là chúng ta sẽ xong cái buổi chiều nay. Ngày mai thì sẽ hướng dẫn tiếp về TikTok ad và TikTok Shop, TikTok Live. Đó. Thank you.